Đây, bây giờ bắt đầu này. Từ đầu này, chúng ta phải tách làm hai đoạn nhá. Dạ. Đoạn đầu này. 1 1 2 búng tay vào trước. 3 4 chỉ vào đầu Thái Dương. Rồi. Đây, nhớ. 1 2 3 4. Đấy, xong rồi ước này. 1 2 3 4 mở tay. 5 6 7 ôm vào người. Xong rồi vẽ tay. 1 2 3 4. Gặp người. 5 6 7 8. Rồi. Gặp người thương. Rồi. Đúng không? 1 2 3 4 5 6 mắt vượng, mắt vương lệ nhòa. Thôi đấy. 1 2 3 4. Em cứ hướng dẫn tay nhưng em chẳng hướng dẫn chân. Đấy, chân em phải thế nào? Chân phải nhún. Đại khái là khi mà nhảy TikTok này là hai đầu gối là luôn luôn nhún ạ. À. Vâng, nhảy TikTok rồi nhún rồi hông phải đưa sang hai bên. Về cơ bản nguyên lý hoạt động của nó là như thế. Trở về. 1 2 3 4. Hai con đấy, trở về. Chốn quê nhà vẫn đang tay chào. Ơi nhớ quê bạn muôn thương. Một ngày đều mong quê hương. Ơi mong quê hương. Với những clip tổng hợp vừa rồi chúng ta thấy đang khắp cõi mạng đó là Dance Challenge bài Cố Hương, một tác phẩm và một phần trình diễn sẽ xuất hiện ở trong chương trình Hoa Xuân Ca vào 29 Tết này. Trời ơi, viral quá trời. Tất cả các MC biên tập viên của VTV thì đều tham gia cái thử thách này và tất cả những khán giả mà yêu mến VTV thì cũng đang thực hiện cái challenge này. Thế mới thấy là bây giờ những bài hát nào ấy mà có vũ đạo, có những cái phần dance cover thì sẽ viral lắm. Tất cả những bài hát đấy đúng không? Chuẩn luôn, em thấy là trong những năm gần đây á thì tất cả các chương trình truyền hình này hay là các cái sản phẩm âm nhạc á, người ta cũng hay ra mắt các tổ hợp vũ đạo trước mà người ta hay gọi đó là dance challenge thì nó sẽ dễ viral hơn. Nhắc đến dance challenge mà thành công nhất thì có lẽ phải kể đến ca khúc Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Quả thực là một nước đi vô cùng khôn ngoan của cô gái này. Và không chỉ là ở Việt Nam đâu đúng không? Si Tình đã vươn tầm thế giới. Đúng rồi. Nhưng điều mà không một concert nào tại quốc gia khác có được chính là việc Blackpink nhảy bản hit Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Tôi đã liên tục xem những video nhảy của bài hát này nhưng không biết nó đến từ Việt Nam. Sau khi biết điều này, tôi quyết định khiến các bạn bất ngờ. Tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhạc Si Tình đã nổi lên và những vũ công ở đây đó chính là bốn cô nàng của Blackpink. Chắc là như hôm đấy ba chị em mình không hẹn mà có đi đúng không? Có. Em có chắc ngoài Việt Hà ra. Quả thật là khi mà Jennie nhỏ hướng dẫn cả nhóm Blackpink nhảy Si Tình,
cái bầu không khí lúc đấy bùng nổ luôn, và bản thân mình cũng cảm thấy là xúc động ấy, và tự hào ấy, khi mà âm nhạc của Việt Nam thậm chí là đã lan tỏa đến những ngôi sao hàng đầu thế giới, và không chỉ có Blackpink mà còn rất nhiều những ngôi sao khác nữa họ cũng biết đến ca khúc Si Tình, và cũng trên TikTok ấy cũng có rất là nhiều những cái đoạn mà họ nhảy rồi họ thử thách với cả cái dance đúng challenge rồi. Này mà em còn nhớ nhá, là có một bản nhạc Si Tình gốc và có cả một bản remix hơn một chút, và ngay cả những vận động viên quốc tế họ cũng tham gia cái trend này luôn. Và cũng chính như hình ảnh này mà Hoàng Thùy Linh cùng với ca khúc Si Tình đã xuất hiện ở quảng trường Thời Đại ở Mỹ, xuất hiện ở trên một cái poster và affix rất là to. Trời ơi, tự hào dần dần kinh khủng. Và khi mà nhìn lại và nói về cái chủ đề là những cái thử thách nhảy ấy, thì mình mới thấy là mình tuyệt vời quá Hương ơi. Chị em mình, không biết Hà đã xem chưa? Ôi, cũng hot lắm. Bây giờ đến giờ flex đúng không? Cái trend gì không? Dance challenge, có biết không? Cái này đúng không ạ? Dancing với bao nhiêu triệu lượt view nhở Hương nhở? Nói chị nghe được không ạ? 4 triệu view ạ, 4 triệu view ạ. Và thậm chí là còn được ghim lên trên đầu của trang VTV Show trên TikTok ạ. Và nếu quý vị khán giả nào chưa xem thì phải ngay lập tức mở TikTok của VTV Show và ngay lập tức xem đi ạ, để cho chúng tôi tiếp tục thêm một view nữa ạ. Và được ai repost đăng lại nhờ Hương nhờ? Một nó ạ. Thấy chưa? Thế mới nói là sức mạnh của những dance challenge, nó có cái tính lan tỏa, và bởi vì nó dễ thực hiện và ở đâu cũng có thể quay được, nên là ai cũng muốn tham gia vào những cái thử thách đó. Việt Hà, chị biết em dạo này cũng tham gia vào cái nền tảng TikTok cùng với trung tâm thời tiết của ban thời sự đúng không? Vâng ạ. Này, dấn ạ. Thân như thế nào rồi? Dạo này cũng năng động lắm trên nền tảng đấy lắm. Không biết là bao giờ thì cho ra mắt một vài cái tổ hợp động tác nhờ. Nhưng mà không nhảy là không nhiều view đâu. Đúng rồi. Bắt buộc phải nhảy đấy. Bắt buộc phải nhảy ạ. Nhảy trên nền đồ họa thời tiết. Đúng nhờ. Vừa nhảy vừa dẫn. Cũng là một cái gợi ý. Và chị bật mí nhá, cũng có rất nhiều cái bài hát về nắng, về mưa. Thì là có thể lồng vào đó. Những tuyệt cái tổ vời. Hợp. Mọi người, vâng. Em xin con tên. Tuyệt vời quá. Và khi mà nói tới đây thì chúng tôi cũng rất là tự hào khi mà có những bài hát kiến tạo nên những cái tổ hợp đó, để mà Thái Trang hay là Quỳnh Hương cùng với chị Thụy Vân hôm đó đã mang được một cái nội dung số rất là tốt để khán giả có thể biết nhiều hơn tới ca khúc Em Xinh, tới nghệ sĩ Mono và đặc biệt là tới Hoa Xuân Ca. Và khi mà nói tới Si Tình của Hoàng Thùy Linh hay là Em Xinh của Mono thì Hoàng Thùy Linh và Mono cũng là hai trong số rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia đại nhạc hội Hoa Xuân Ca được phát sóng vào 29 Tết này do VTV sản xuất. Trời ơi, nói về Hoa Xuân Ca không biết là hai em tôi trông chờ điều gì và ấn tượng điều gì về chương trình này. Năm ngoái là hoành tráng lắm nha. Năm ngoái hoành tráng rồi, năm nay dự là còn nhỉ? Hoành tráng hơn rất là nhiều nữa, bởi vì em chỉ cần xem những cái đoạn teaser hay là những cái đoạn hé lộ behind the scene của Hoa Xuân Ca, ví dụ từ TikTok này cho đến YouTube hay là trên Facebook, là cũng đã thấy là năm nay sân khấu là cực kỳ đầu tư. Này. Và em còn thấy là đạo diễn Khải Anh còn chia sẻ là ghi hình thậm chí đến 2-3 giờ sáng. Đó. Nhưng mà không ai phàn nàn gì về quá trình ghi hình cả. Và tất cả đều rất là sẵn sàng để mong muốn là gửi đến một sản phẩm chất lượng nhất đến khán giả nữa. Em thì em thấy kiểu năm nay nó có sự kết hợp giữa cả những người gọi là gạo cội rồi trong là nghệ sĩ và cả những gương mặt trẻ. Tức là có những cái bài hát mà chúng ta có thể quen thuộc lắm rồi, nhưng có những bài hát kiểu chúng ta chỉ mới nghe trên TikTok các thứ thôi. Thế là chúng ta sẽ được nhìn thấy ở đại nhạc hội Hoa Xuân Ca. Và Hoa Xuân Ca năm nay cũng chào đón sự quay trở lại của rất là nhiều những nghệ sĩ nữ thuộc thế hệ 8X. Nếu mà các nghệ sĩ nam thì toàn là Gen Z cả, nhưng mà nghệ sĩ nữ thì là nào là Hồ Ngọc Hà này, Mỹ Tâm này, và chị Phương Linh ở ẩn sau chục năm. Em cực kỳ thích chị Phương Linh luôn. Đẹp như ngày xưa nhỉ. Và thậm chí là trong chương trình Hoa Xuân Ca này, cái visual của chị quá đỉnh luôn. Và chắc chắn là em sẽ phải xem chị Phương Linh và xem đi xem lại mấy ngày Tết luôn. Và chị Phương Linh dạo này là cũng chăm chỉ chơi TikTok lắm. Phương Linh chào quý vị nhà đấy. Và không biết là hôm nay, năm nay thì chị sẽ quay trở lại với một vài những cái phần dance challenge như thế nào với chương trình Hoa Xuân Ca, chúng ta cùng chờ đợi. Và năm nay chính vì dàn line up quá đỉnh như vậy thì quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi lại xem một lần nữa Hoa Xuân Ca năm nay sẽ mang tới cho quý vị những cái điều bất ngờ gì. Hơn 30 nghệ sĩ hàng đầu được khán giả yêu mến cùng xuất hiện trong Đại Nhạc Hội Hoa Xuân Ca 2024. Đây là những gương mặt có cống hiến nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc và để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong năm vừa qua. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa, làm cho mình cảm thấy yêu cái Tết nhiều hơn, yêu gia đình,
yêu quê hương, nên là Tâm dù có bận cỡ nào chăng nữa mà cũng sắp xếp tham gia. Đó là cái vinh dự của mình. Lần đầu đến với Hoa Suka thì nhà cũng có được những cái trải nghiệm rất là đáng nhớ, và mỗi lần đều có những cái điều đặc biệt. Đến hẹn lại lên, mỗi năm mới thì chúng ta lại có chương trình Hoa Suka rất là tuyệt vời, hấp dẫn, nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau để gửi tới quý vị khán giả trong năm mới cùng những lời chúc rất là tốt đẹp, thông điệp rất là tuyệt vời, ý nghĩa. Hoa Xuân Ca là một cái chương trình đại nhạc hội nghệ thuật. Ở đó thì chúng tôi nghĩ là cái âm nhạc làm cái đường dây xuyên suốt, kể cái câu chuyện riêng của chương trình cũng như là kết nối cảm xúc của tất cả mọi người. Và chúng tôi cũng đã may mắn nhận được sự hưởng ứng của các nghệ sĩ để làm thế nào mang tới cho khán giả những tiết mục mà thực sự đặc sắc, ấn tượng, không chỉ về phần nhìn mà còn thỏa mãn cả phần nghe nữa. Trời ơi, những hình ảnh này khi mà tiết lộ thì chúng ta thấy thêm về cái độ hoành tráng của Hoa Xuân Ca năm nay, không chỉ về thời gian ghi hình kỷ lục với dàn nghệ sĩ cực kỳ chất lượng, mà các em nhìn đi, sân khấu led trên, led dưới, led xung quanh như kiểu 360 độ led ấy. Quá đẹp luôn. Quá đầu tư luôn. Và em nghĩ là với cái hình ảnh như thế này, thậm chí là những cái người kiều bào Việt Nam ở nước ngoài khi họ được xem những chương trình như này cũng cảm thấy là vô cùng xúc động nếu như không được về nước để ăn Tết ấy ạ. Và có một điểm đặc biệt nữa là khi chúng ta nhìn thấy tất cả những nghệ sĩ từ chú Kim Tử Long hay là chị Hà Trần, chị Hà Hồ và Mỹ Tâm, điểm chung của họ là đều có vũ đạo. Thấy chưa? Vũ đạo bây giờ đã gọi là chiếm lĩnh cái tinh thần của một bài hát hay là một tác phẩm. Không biết là Hà và Hương các em chờ đợi cái tiết mục nào nhất với những phần thể hiện vũ đạo của những anh chị 7X, 8X mà chúng ta vốn vẫn nghĩ chỉ là diva, divo sẽ chỉ trình diễn ở trên sân khấu đó. Thực ra là vốn dĩ Hoa Xuân Ca là một chương trình gọi là nghệ thuật tổng hợp. Tức là nó không phải là kiểu một cái buổi lễ trao giải hay là một cái chương trình mà kiểu live show ngay thời điểm đấy phát sóng trực tiếp, mà nó đã được ghi hình và nghệ sĩ họ cũng đã phải bỏ rất là nhiều thời gian ra để tập luyện này. Và thậm chí là những cái bài hát trong đấy dù là những bài hát cũ nhưng cũng được mix and match lại. Nó kiểu rất là mới với cái âm nhạc kiểu hiện đại và với những giai điệu sôi động để phù hợp với ngày Tết. Và nhắc đến sôi động thì chắc chắn là phải có vũ đạo để có thể làm, nói làm nền thì cũng không đúng nhở, bởi vì là bây giờ vũ đạo cũng vô cùng quan trọng, nhưng mà nó cũng thêm một chút gia vị cho cái bài hát đấy, một cái tiết mục đấy trở nên hấp dẫn và sôi động hơn. Và đây cũng chính là một cái nơi mà gần như là cũng để tôn vinh những cái bạn vũ công, ví dụ như là đông Quang Đăng nhá, vũ công ví dụ như là Quang luôn. Đăng đó thì Quang Đăng trong thời gian vừa rồi là cũng gắn bó rất là sâu với cả chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, cũng là một người có rất là nhiều những cái mối quan hệ với cả chị Thu Phương cũng tham gia chương trình này này, hay là chị Uyên Linh này, thì đây cũng là một dịp mà để cho cả tôn vinh cả vũ công lẫn nghệ sĩ lẫn ca sĩ để cùng tham gia chương trình Hoa Xuân Ca. Nhìn Việt Hà tâm đắc thật kia, khả năng là chờ phần em sinh của Mono lắm. Đúng rồi. Đúng rồi à? Sao chị biết thế? Em chờ đợi điều gì và em mong chờ phần trình diễn nào nhất? Thật ra bên cạnh những cái vũ đạo mà hot trend như kiểu em sinh của Mono thì em sau khi nghe chị chia sẻ về Hoa Xuân Ca thì em thấy là những anh chị như kiểu Tùng Dương này, Mỹ Tâm hay Thu Phương vốn là những người mà chúng ta chỉ hay thấy gọi là kiểu đứng vào body language để hát thôi á, trình diễn nội tâm ấy, tức là chỉ hát kiểu tình ca thôi. Bây giờ có vũ đạo nữa, rất là háo hức luôn. Nhưng mà chị Thu Phương là đợt vừa rồi được luyện tập rồi, được chuyên lên rồi. Uyên Linh cũng là được luyện tập rồi, rất kỹ rồi. Và ở đấy chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng rồi, đúng rồi, nhảy múa tưng bừng. Nên là ngày hôm nay khi mà từ đầu cho tới cuối quý vị cứ thấy chúng tôi nói nhiều về Dan Challenge và đặc biệt nhấn mạnh tới bài hát Cố Hương do nữ ca sĩ Mỹ Tâm phối hợp cùng với anh Quang Đăng là biên đạo của tác phẩm này được nhấn mạnh rất là nhiều. Và trong cái clip vừa rồi thì mới thấy là chị Mỹ Tâm một vài năm trở đây rất là năng động nha. Càng lớn tuổi thì chị lại càng trẻ trung. Không hiểu sao càng lớn tuổi chị lại càng đi tìm cái phong cách mới lạ, bài hát nào của chị cũng nhảy. Từ Hãy Quên Em Đi, rồi là những cái bài đấy, rồi là nhảy, thậm chí là cover lại những cái bài của Blackpink hay là những nghệ sĩ Âu Mỹ. Thì thấy chị quá là năng động. Và đặc biệt là trong Hoa Xuân Ca năm nay, mặc áo dài nhưng không ngại nhảy đâu ạ. Đó chính là với ca khúc Cố Hương với phần biên đạo của Quang Đăng. Chúng ta cùng xem nhé. Có những ngày nhớ quê vô cùng, ước một lần chúng ta tương phùng, gặp đồng hương, gặp lại người thương. Lưỡi tha hương phiêu bạc muôn phương, mong một ngày về thăm quê hương.
Loan và quý vị sẽ được theo dõi trong 29 Tết này. Hương, với vai trò là kiện tướng Dancebot, một người quá điêu luyện trong lĩnh vực nhảy múa, em thấy cái phần nhảy của chị Mỹ Tâm với anh Quang Đăng như thế nào? Ai nhảy thuộc bài hơn? Ai nhảy đúng đúng tinh thần Cố Hương hơn? Đấy là câu hỏi rất thừa đấy. Dĩ nhiên là Quang Đăng là người biên đạo ra thì Quang Đăng phải là cái người mà thuộc bài hơn rồi. Nhưng dưới góc nhìn ca hát của em thì em thấy tiết mục này cũng đơn giản mà chị. À đơn giản vâng. À? Bảo sao chỉ chuyên ca hát? Thế còn Hương, em đánh giá như thế nào về cái kỹ thuật của các tổ hợp này? Bởi vì chị nghĩ ngày hôm nay khi mà nói về Dance Challenge thì chúng ta sẽ không thể không thực hiện Dance Challenge. Thực ra ấy, để mà trở thành một cái challenge thì vốn dĩ là những cái động tác nó cũng không nên là quá máy móc và quá khó. Bởi vì để có thể giúp cho khán giả hay là cho người xem hay là bản thân là cho những cái vũ công để truyền đạt đến những cái động tác đấy thì cũng sẽ dễ để có thể tiếp cận hơn với cả khán giả. Thế nên là theo dễ hay khó ạ? Đây cũng... Vâng ạ, không quá khó, nhưng mà để có thể thực hiện được Dance Challenge này thì chúng ta cần phải tập luyện từ giờ đến 29 Tết, đến lúc mà xem Hoa Xuân Ca thì mới có thể nhớ và nhảy theo Mỹ Tâm được. Thế là lúc đấy là vừa cắn hướng dương vừa xem Hoa Xuân Ca là phải nhảy và theo. Phải nhảy bài này. Đấy. Bởi vì là đây là thử thách. Thế thì bây giờ một câu hỏi đặt ra là dưới góc nhìn chuyên môn thì cái bài hát này gồm mấy tổ hợp động tác để chúng ta có thể gọi là học lý thuyết trước rồi sau đó là chúng ta mới thực hành. Thì khi đó nó cắn hướng dương xong nhảy nó sẽ có lực hơn. Thực ra đấy cũng chỉ là đu đưa chân với cả đu đưa tay thôi mà. Đấy với cả đấy tạo trái tim. Khó nha. Đấy, với tư cách là một người mà nhảy với rất nhiều triệu view và là gọi là main dancer của các chương trình lướt thì tôi thấy bài này rất là khó và mới tiếp cận thì chưa thể nhảy được ạ. Nào bây giờ nó là có hai đoạn điệp khô. Nhưng mà chị chỉ cần là ghép cái câu hát vào để chị nhớ động tác thôi. Ví dụ vẫy tay chào đúng không? Tình thương này. Đấy, rồi. Xong rồi ghé thăm là đang đi đấy. À. Đi để ghé thăm ý. Đi vào vung tay ấy. Đấy, ghé thăm. Đấy, tình thương là ôm này. À. Xong rồi là trái tim này. Người thương, người, đấy, thương. Người thương. Thế còn cái này là hãy quay trở về đúng không? Đấy, hãy quay trở về là đi, kiểu háo hức đi. Okay. Đấy, đi rồi. Thì phải vung tay háo hức chứ. Thế còn cái này có nghĩa là gì? Thì kiểu tặng quà chẳng hạn. Đấy, cái Tết thì... Bài hát không hề có lời tặng quà luôn đấy. Quà, dâng cái gì đấy lên. Đấy, thế này. Nhưng mà em nghĩ là để mà có thể khán giả học được cái vũ đạo của cái bài này ấy, thì xem cái clip này hơi khó. Đúng em nghĩ ạ. Là phải xem cái clip mà Quang Năng nhảy một mình ấy mà hướng dẫn khán giả ở trên TikTok của VTV Show ấy. Cái đấy thì mới là dễ. Có những ngày nhớ quê vô cùng, ước một lần chúng ta tương phùng, gặp đồng hương gặp lại người thương, mừng vui ta ôm nhau mắt vương lệ nhòa. Nếu mỏi mệt hãy quay trở về, chốn quê nhà vẫn giang tay chào. Tại sao Tha Hương lại là vuốt tóc? Đây, đi từ vai trái sang vai phải. Từ trên đầu xuống dưới. Từ trên đầu xuống. Rồi là hợp lý dữ chưa? Dĩ nhiên là không phải là động tác nào nó cũng áp dụng cho câu hát đấy. Nó phải có cái sự liền mạch và nó phải có một cái sự sáng tạo nghệ thuật một chút. Tức là nó chỉ là mang tính tượng hình thôi chứ không phải là hoàn toàn là câu hát đấy phải tương ứng với động tác đấy. Và chị nghĩ là ngoài việc viral cho chương trình Hoa Xuân Ca thì Quang Đăng đưa ra cái thử thách này có vẻ như cũng muốn nhắm tới Thái Trang và Quỳnh Hương thì phải. Tín hiệu vũ trụ đấy. Đúng rồi, để chúng ta lại tiếp tục có thể có thêm được những clip triệu view để có thể mang tới Cố Hương gần hơn với khán giả và khán giả sẽ phải xem Hoa Xuân Ca. Vậy thì bây giờ, lần trước là Quỳnh Hương dạy bọn chị nhảy em xinh đấy em ạ. Là ăn view ngay. Thế thì bây giờ chị Thủy Vân chia sẻ nha, là chưa nhảy cái gì từ trước đến giờ đâu. Thấy chưa? Thế mà lần đầu tiên ăn luôn. Như thế. 4,5 triệu view. Mà tự tin lắm. Thế là bây giờ Hương ơi, thời của chị em mình tới rồi. Lần này cũng lần đầu tiên của Việt Hà. Đúng không em? Đúng rồi. Lần trời ơi, những lần đầu tiên. Em hát rồi nhưng chưa bao giờ nhảy. Đúng rồi, người chơi hệ hát là Hà. Thì bây giờ đến với chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm gì thôi? Hương ơi. Chết. Em chờ với anh Quang Đăng tí em phải gọi điện mà. Anh ơi, anh phải dựng một cái bài mà nó chỉ như em sinh em phút má phút miếng thì mấy chị em mới có thể sẽ làm được. Bây giờ anh quàng tay quàng chân thế này cũng hơi khó, nhưng mà chị nghĩ em luôn là gọi là vũ công điêu luyện nhất, siêu nhất trong lòng chị.
Nãy là em mà đang chuẩn bị tinh thần là em tập nhảy bài này từ giờ đến 29 Tết. Nhưng mà bây giờ là em đã phải tập rồi. Hôm nay là 29-30 dương lịch mà em đã phải luyện tập ca khúc này. Đúng rồi, thế nên là bây giờ chúng ta có lẽ là cùng nhau đi ra sân khấu tạo nên 4,5 triệu view của em Sinh để thực hiện một clip triệu view nữa cùng với Cố Hương nha quý vị nha. Hương ơi, bắt đầu thôi em. Đây, bây giờ bắt đầu này, từ đầu này. Chúng ta phải tách làm hai đoạn nhá. Dạ. Đoạn đầu này. 1, 2, bốn tay đằng trước. 3, 4, chỉ vào đầu, thái dương. Rồi. Đây, nhớ. 1, 2, 3, 4. Đấy, xong rồi ước này. 1, 2, 3, 4, mở tay. 5, 6, 7, ôm vào người. Xong rồi vẽ tay. 1, 2, 3, 4. Gặp người. 5, 6, 7, 8. Rồi. Gặp người thương. Rồi. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mắt vương, lệ nhòa. Thôi đấy, 1, 2, 3, 4. Em cứ hướng dẫn tay, em chả hướng dẫn chân. Đấy, chân em phải thế nào, chân phải nhún. Đại khái là khi mà nhảy TikTok này là hai đầu gối là luôn luôn nhún ạ. À. Vâng, nhảy TikTok rồi, nhún rồi, hông, phải đưa sang hai bên. Về cơ bản nguyên lý hoạt động của nó là như thế. Trở về 1, 2, 3, 1 hai quay đấy, trở về chốn quê nhà vẫn đang tay chào với nàng hương về bàn hôn thương một ngày đều mong quê hương về mong quê hương. Với những men dancer như là chị hay là Hương thì có vẻ như không còn quá xa lạ. Nhưng với Việt Hà thì sao? Ca sĩ của lòng chị. Hôm nay em thấy nhảy như thế nào nhỉ? Em thấy là mặc dù... Chị thấy em thì rất đẹp nha, có năng khiếu nha. Đúng không chị? Đúng không chị? Chị cũng thấy thế đúng không ạ? Ừ. Bình thường em cũng không bắt nhịp tốt đâu nhưng mà em thấy là mình vẫn có thể đuôi theo cái trend này. Này, quan trọng là Hương dạy dễ hiểu. Tự tin nhở? Giống chị em mình mà em. Tự tin nhở? Giống em, mảnh giống chị còn lại đấy. Đúng rồi, trời ơi, chỉ cần có chị với có em thôi thì thêm một mảnh ghép thứ ba chắc chắn là sẽ tạo nên những cơn sốt mới. Bọn em cũng rất là hy vọng là khán giả sẽ có thể ủng hộ và xem nhiều cho bọn em để có thể phá vỡ kỷ lục của clip em Sinh. Thế đấy. Còn với Hà, cái việc hát hay việc nhảy cái nào áp lực hơn hả em? Em thấy là mình cũng thấy có năng khiếu cả hai thì chắc là lần sau mình sẽ làm một tiếp mục gọi là kết hợp đi. Cả nhảy cả hát. Nhưng mà chỉ có ở nhóm này mới được nhảy nhiều thôi. Rồi, thế nên là em cứ xem xét nha. Sang mấy nhóm kia là chỉ có hát. Đúng rồi, nên là em xem xét nha. Khi mà mình hát đã đủ nhiều thì mình có thể đổi nhóm để mà sang một cái môi trường mới. Để mình có thể phát huy được thực sự cái tài năng của mình. Thì bao giờ cứ nhảy thì chị gọi điện cho em lên. Chốt. Rồi, cắn câu luôn. Và chúng tôi cũng mạnh dạn là thử thách các chị đẹp ở trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tham gia vào thử thách vũ đạo này. Bởi vì các chị cũng chính là cái nguồn cảm hứng gọi là hồi sinh lại những bài hát cũ. Đúng theo rồi. Một phong cách mới. Và các chị khi mà tham gia chương trình thì cũng không hề ngại chấn thương, biểu diễn hết sức mình. Vâng, chính vì vậy nên chung kết của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng với đêm công diễn cuối cùng chắc chắn là sẽ rất đáng chờ đợi. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh về những tiết mục mà các chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã mang lại.
Và quý vị cũng đừng quên thử thách ngày hôm nay mà chúng tôi muốn đặt ra cho quý vị, đó là cùng nhảy lại ca khúc Cố Hương với tổ hợp động tác mà chúng tôi đã chia sẻ trên fanpage và ở trên kênh Facebook của VTV Show. Và đừng quên hashtag Hoa Xuân Ca và hashtag VTV Show nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.